Chào mừng bán bỏng tay phim Hương vị tình thân tập 59, Long và Nam chính thức yêu nhau. Phim Hương vị tình thân tập 58 tối qua có những diễn biến cho thấy Long ngày càng có tình cảm sâu đậm với Nam. Anh ở lại nhà Nam ăn cơm và tỏ tâm và tỏ thái độ ghen khi thấy Nam hay đi cùng ông sinh. Long buồn nên đi uống rượu ở ba một mình thì tình cờ gặp lại bạn gái cũ. Cô này tỏ ý mồi chài lại Long. Ở một số tình tiết khác thì bà Xuân có vẻ lại bị bà xa tác động. Nghi ngờ chuyện nam đỡ nhát giao cho Long là có ý đồ nên tiếp tục bóng gió với Long rằng có chọn người yêu cũng phải muôn đăng hộ đối. Phim hương vị tình THN tập 58 tiếp tục thấy rõ những toàn tính của Thi. Thi về gặp bà Sa để bàn chuyện đưa Dũng về làm trợ lý cho Long trong thời gian cô ta nghỉ sinh nở. Như một cách giám sát mọi hoạt động của công ty gia đình chồng sau khi ông Khang trao quyền tổng giám đốc cho Long, bà Sa lần này nghe theo mọi sắp xếp của con gái. Trong một cảnh khác thì Nam tiếp tục né tránh tình cảm của Long và gợi ý anh nên xem cô là ân nhân vì Nam cảm thấy. Tổn thương khi nghe bà Xuân và Long từng nói chuyện liên quan đến cô nên không muốn kiểu tình yêu phân cấp, trên cơ. Phim Hương vị tình thân tê ập 59 tối nay ngày 9 tháng 7 lúc 21 giờ trên vtv một tiếp tục những diễn biến thú vị khi Nam đi công tác với Long khiến ông sinh lo lắng. Sao cơ? Sao cháu lại đi công tác với nó? Cháu là con gái, sao cháu lại mất cảnh giác thế nhỉ? Có vẻ như Nam và Long đã có những giây phút riêng tư bên nhau nên Long đã đổi cách xưng hô và chứng tỏ sự chân thành của mình với Nam. Không phải là thấy cô hay hay mà tôi thử cho vui đâu em đã từng nói với anh, em ghét sự phân cấp trong chuyện tình cảm. Vậy hãy chứng tỏ với anh, trong mắt em, anh chẳng là gì đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ ấn like và đăng ký kênh nhé.